Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 6 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật, thông tin được đăng tải trên trang dinhdiu.vn, vietnamnet.vn, thanhniên.vn và vov.vn. Từ 15 tháng 8, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại biển số xe. Thông tư 24 của Bộ Công an ngày 1 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 quy định hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn, xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Và ngược lại, gia hạn chứng nhận đăng ký xe, thay đổi các thông tin của chủ xe, tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ, chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách, biển số bị hỏng, mờ, gãy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại thông tư 24 của Bộ Công an. Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe thì cấp lại biển số xe, chứng nhận đăng ký xe bị mất, biển số xe bị mất. Giá xuất khẩu lập đỉnh cao, lúa gạo Việt lộ ra lỗ hổng. Theo ghi nhận, nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng đẩy giá gạo xuất khẩu lập đỉnh cao mới, giá gạo trong nước cũng tăng nóng. Lúc này, các lỗ hổng của ngành hàng tỷ đô la Mỹ bộc lộ rõ, nguy cơ đứt gãy chuỗi liên kết. Thực tế, sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giá mặt hàng này trên thị trường thế giới tăng vọt. Đối với Việt Nam, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Một số doanh nghiệp vẫn thua lỗ khi cơ hội lớn đến, điều này cho thấy sản xuất đang không gắn liền với thị trường. Mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp thể hiện sự lỏng lẻo và tạo ra nhiều lỗ hổng trên thị trường. Việt Nam đang cho không các nước số tiền thuế rất lớn. Theo ghi nhận, luật thuế giá trị gia tăng VAT hiện quy định đối tượng không chịu thuế gồm nhiều mặt hàng như nông sản chưa chế biến, giống cây trồng, giống vật nuôi. Các doanh nghiệp trong nước sản xuất hàng hóa thuộc nhóm này đang được hưởng lợi là không phải đóng thuế VAT cho sản phẩm đầu ra. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đồng thời không được khấu trừ thuế VAT đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ có thể dao động từ 1% đối với một số loại nông sản đến 8%. Và điều này đang tạo ra bảo hộ ngược, khuyến khích nhập khẩu hàng hóa thay vì sản xuất trong nước. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa tại Hawaii do cháy rừng. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã chỉ thị chính quyền liên bang hỗ trợ bổ sung cho công tác phục hồi sau thảm họa cháy rừng tại Hawaii khiến ít nhất 53 người thiệt mạng. Trong thông cáo báo chí, Nhà Trắng cho biết ông Biden chỉ thị chính quyền liên bang hỗ trợ bổ sung cho công tác phục hồi của bang và địa phương tại những khu vực bị ảnh hưởng. Các cá nhân bị ảnh hưởng tại hạt Maui sẽ nhận được trợ cấp của chính quyền bang để dựng nhà ở tạm và sửa nhà. Chính quyền bang cũng hỗ trợ các cá nhân và chủ doanh nghiệp những khoản vay chi phí thấp để bù đắp tổn thất tài sản không có bảo hiểm và một số chương trình khác để phục hồi sau thảm họa cháy rừng. Ít nhất 3 đám cháy lớn bùng phát cuối ngày 8 tháng 8 ở bờ biển phía tây đảo Maui và nhanh chóng lan rộng, bao trùm thị trấn ven biển Lahaina. Ngọn lửa lan quá nhanh khiến nhiều cư dân và du khách mất cảnh giác, nhiều người bị bỏng, ngạt khói và bị thương. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong khi hàng nghìn người đã phải di tản đến nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc rời khỏi đảo. Thái Lan nới lỏng quy định, rút ngắn thời gian cấp thị thực cho du khách. Chính phủ Thái Lan vừa quyết định nới lỏng các quy định và rút ngắn thời gian cấp thị thực du lịch cho du khách quốc tế, đặc biệt là du khách Trung Quốc, một thị trường quan trọng đối với ngành du lịch Thái Lan, để thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng của ngành công nghiệp du lịch nước này. Theo bà Rajada, hiện chính phủ Thái Lan đang đặt trọng tâm vào việc tạo thuận lợi hơn nữa cho các du khách nước ngoài, đặc biệt là các du khách đến từ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Thái Lan hiện đã giảm bớt các thủ tục, giấy tờ mà du khách phải nộp khi xin cấp thị thực. Đồng thời, cũng giảm thời gian xử lý các yêu cầu xin cấp thị thực du lịch từ 14 ngày trước đây xuống chỉ còn 7 ngày. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cùng Tổng cục Du lịch Thái Lan đang phối hợp thiết lập một hệ thống dữ liệu liên kết để kiểm tra giấy tờ xin thị thực của du khách. Việc này sẽ giúp tăng tốc độ xem xét và phê chuẩn thị thực. Tổng thống Nga Putin có thể tới Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh G20. Hãng tin NBC News ngày 10 tháng 8 dẫn lời một quan chức giấu tên ở Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng sẽ xuất hiện tại cuộc họp của lãnh đạo nhóm các nền kinh tế lớn G20 vào ngày 9 và 10 tháng 9 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Nếu tới dự hội nghị thượng đỉnh G20, ông Putin sẽ lần đầu trực tiếp gặp lãnh đạo các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp, Đức kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Năm 2020 và 2021, ông Putin tham gia các hội nghị của G20 bằng hình thức trực tuyến do COVID-19.
Ông không dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái ở Bali, Indonesia, nơi lãnh đạo các nền kinh tế chỉ trích Nga về chiến sự ở Ukraine. Thưa quý thính giả, một người hiến tạng có thể cứu sống được 8 đến 10 người khác. Vì vậy, việc đăng ký hiến mô tạng không chỉ thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái cao cả. Hiện nay, kỹ thuật này ngày càng phát triển không ngừng và được ghi nhận là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y học thế giới, là một trong 10 phát minh về khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ 20. Hàng năm, trên thế giới có hàng triệu người được ghép mô tạng. Lượng người bệnh chỉ định ghép mô tạng ngày càng gia tăng qua các năm. Nhu cầu cần ghép mô tạng ngày càng lớn. Ở Việt Nam hiện nay, hàng chục nghìn người vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để chờ được ghép gan, thận, tim. Những ca ghép mô tạng từ người chết não, ngừng tim, hiến tặng thời gian qua đã mở ra một hướng đi đúng đắn, đem lại lợi ích và ý nghĩa xã hội, song cũng còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Với thông điệp đầy yêu thương trong cuộc sống, cho đi là còn mãi, hàng chục nghìn người trên cả nước đã tình nguyện đăng ký hiến mô tạng để cứu người. Với mục tiêu đoàn kết, thống nhất cùng vận động mọi người dân và xã hội tự nguyện đăng ký hiến và hiến mô, tạng khi còn sống hoặc sau chết não vì mục đích nhân đạo cứu chữa người bệnh. Một người hiến tạng có thể cứu sống được 8 đến 10 người khác. Bởi vậy, việc đăng ký hiến mô tạng không chỉ thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái cao cả. Thưa quý vị, Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn hay Nhà thờ Châu Sơn, tọa lạc tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đến đây, du khách được hòa mình vào không gian mang vẻ đẹp thanh tao, huyền bí và đầy tôn nghiêm. Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn là nơi biệt lập và những năm gần đây mới mở cửa cho khách hành hương nên khá ít người được biết đến nó. Tuy là thế nhưng bên trong đó lại chứa đựng một vẻ đẹp huyền bí cùng với diện tích rộng lớn. Lối kiến trúc của Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn chẳng khác gì một tòa lâu đài cổ kính nằm ẩn mình giữa khu rừng xanh ngát mà chúng ta hay ví như một góc châu Âu giữa lòng Việt Nam. Đan viện được xây dựng không xi măng cốt thép, chỉ có giàn giáo và công sức của vài chục thầy trò cùng thợ địa phương dựng nên. Kiến trúc sư chính của đan viện là cha B.L. Akido Trương Minh Trạch, một tu sĩ trẻ chưa từng học qua một trường lớp kiến trúc hay xây dựng nào. Trong cuộc đời cha B.L. Akido, ngôi nhà thờ Châu Sơn là kiệt tác đã được ông dùng hết tâm huyết để kiến tạo nên. Không mô hình, bản vẽ tất cả chỉ được hình dung trong trí óc, từng đường nét, từng viên gạch đã được hình thành dần dần trong tư duy và trí tưởng tượng tuyệt vời của ông. Điểm nhấn xuyên suốt chiều dài 64 mét của công trình là những thân cột được thiết kế khéo léo thành những tháp nhỏ cân xứng. Tường được trang trí hài hòa bởi các cửa sổ, chia thành hai tầng trên và dưới, phía trong là cửa kính gỗ, phía ngoài chính là những bức tranh chạm thủng, họa hình các thánh, hình Chúa Giê-xu vác thánh giá cầu nguyện. Phía trong thánh đường, ánh sáng tự nhiên vừa đủ lọt vào hai hành lang rộng qua những cửa sổ lớn. Sắc nắng lung linh tôn lên những hàng cột tròn, những họa tiết trang trí và phù điêu có tính khái quát cao. Mái vòm trắng là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc trong lòng thánh đường. Nó làm nổi bật gian cung thánh với các bức phù điêu màu tuyệt tác, biểu tượng của Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ, các thánh, khuôn viên xung quanh thánh đường vô cùng thoáng mát cùng vườn Phan Y Ma với những bãi cỏ xanh. Hồ nước trong vơ được trang trí bằng các hòn nam bộ cùng với bãi đá trứng nhân tạo, giếng đá ông dây cấp nằm dưới lòng đất và hang đá núi sọ phía sau Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn. Tất cả tạo nên một đan viện trầm lặng, tôn nghiêm như một nơi tu trì trong miền cổ tích của châu Âu. Thưa quý vị, bờ biển ơ mang phi quyến rũ của nước y luôn cuốn những trái tim mê phiêu lưu vào một hành trình mới đầy hấp dẫn. Ơ mang phi bình yên với một vẻ đẹp như tranh vẽ khiến du khách bốn phương về hoặc. Nơi đây có khí hậu ôn hòa và khung cảnh thiên nhiên lãng mạn đang là điểm đến ưa thích của khách du lịch và những người nổi tiếng. Ở Mang Phi là dải bờ biển phía nam bán đảo Sorrento thuộc tỉnh Salerno miền nam nước Ý, trải dài từ Salerno tới Sorrento. Với cảnh quan tuyệt đẹp của những vách đá dựng đứng, bờ biển đá, các thị trấn rực rỡ sắc màu và những cánh rừng tươi tốt ngoạn mục, năm 1997, nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Các thành phố nằm trên dải bờ biển ở Mang Phi là Vie Chisuma, Ketana, Maiori, Minori, Ravelor, Scaler, Atani, ở Manfi, Canke de Marini, Foo, Rai Ano và Bajit Ano. Đặc sản của ở Manfi là những vách đá tuyệt đẹp, là bãi biển nguyên sơ, những con đường lượn sóng, những ngôi nhà trắng bên bờ biển và mùi hương chanh tươi mát tất cả tạo nên sức lôi cuốn khó chối từ. Chạy xe dọc theo bờ biển ở Manfi, bạn sẽ lần lượt đi qua 13 làng mạc và thị trấn khác nhau giữa Vietri Summa, Bajit Ano, hay ở chỗ vùng đất nào cũng vừa bí ẩn, vừa mang nét phóng khoáng tự do thôi thúc bạn cảm nhận nhiều hơn, khám phá tận cùng.
Các ngôi nhà ở đây được bao quanh bởi những khu vườn tươi tốt. Chanh, ô liu, nho và hoa lấp đầy không khí với mùi hương dịu mát. Đường phố chật hẹp được bao phủ bằng đá cuội và các bậc thang. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo sáng nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.